Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, những ngày qua, vụ cô gái 21 tuổi bị sát hại dã man ở Lai Châu đang khiến cho dư luận không khỏi xôn xao. Sau 24 giờ lập chốt chặn, truy lùng gắt gao, lực lượng công an đã bắt giữ thành công nghi phạm Lò Văn Xương sinh năm 2001, trú tại bản Nậm Há, xã Nong Hẻo, huyện Sìn Hồ, khi đang trên đường lần trốn. Thông tin từ công an tỉnh Lai Châu, tối ngày 6 tháng 3, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu sau khoảng 24 giờ đồng hồ giáo riết truy bắt. Cụ thể vào hồi 19 giờ 30 ngày 6 tháng 3, ban chuyên án đã bắt được đối tượng Lò Văn Sương đang lẩn trốn tại khu vực Bản Nà Ban, xã Thân thuộc huyện Tân Uyên. Tại cơ quan điều tra, Lò Văn Sương khai nhận, từ cuối năm 2023, trong thời gian đi làm thuê ở Hà Nội, Sương và chị Lò Thị Lờ, sinh năm 2003, tại Bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, đã có mối quan hệ yêu đương Dịp Tết Nguyên đán được nghỉ, cả hai đã về nhà chị L tại Tân Uyên chung sống và mua trả góp một xe mô tô Honda Way Alpha chưa lắp biển kiểm soát. Tuy nhiên, trong thời gian Tết Giáp Thìn, do chơi bời thiếu tiền nên Sương đã cầm cố chiếc xe nói trên tại một cửa hàng ở huyện Sinh Hồ. Từ đó, giữa chị L và Sương thường xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Vào chiều ngày 5 tháng 3, Sương đi uống rượu ở trong bản phiêng áng về, đã bị chị L chửi mắng, đuổi ra khỏi nhà của mình. Trong quá trình hai người cãi vã, Sươm đã dùng dao khiến chị L tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng Sươm cầm hung khí tẩu thoát khỏi hiện trường rồi trốn lên đồi cây. Dưới sự chỉ đạo sâu sát của giám đốc công an tỉnh Lai Châu, đại tá Phạm Hải Đăng, phó giám đốc công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo chuyên án điều tra và đến các chốt đôn đốc lực lượng khẩn trương truy lùng đối tượng. Nơi nghi phạm đang lẩn trốn là khu vực bản Nà Ban, xã thân thuộc huyện Tân Uyên, có địa hình rừng núi phức tạp và địa bàn rộng. Ban chỉ đạo chuyên án đã chỉ đạo quyết liệt truy bắt đối tượng Lực lượng công an gồm 260 cán bộ chiến sĩ cùng trên 100 dân quân, an ninh bản đã lập nhiều chốt chặn, tổ tuần tra, vây kín các lối mòn, cửa rừng không để đối tượng tẩu thoát. Sau hơn 24 giờ, ban chuyên án đã bắt được đối tượng Lò Văn Sươm Do thấy lực lượng công an vây chặt nên đối tượng không dám xuống đường để bỏ trốn. Quá trình lẩn trốn, đối tượng Sươm đã tự gây ra một số vết thương với ý định dại dột. Hiện đối tượng đã được đưa vào trung tâm y tế huyện Tân Uyên để sơ cứu vết thương, phục vụ điều tra vụ án. Theo công an tỉnh Lai Châu, sau khi vụ án xảy ra, để truy bắt đối tượng, công an Lai Châu đã huy động hơn 400 cán bộ chiến sĩ, dân quân và an ninh thôn bản, lập nhiều chốt chặn, nhiều tổ tuần tra, vây kín các lối mòn, cửa rừng để truy bắt, phòng trừ đối tượng tẩu thoát. Trước đó, vụ cô gái 21 tuổi mất tích bí ẩn ngày mùng 7 Tết ở Hà Nội cũng từng gây rúng động dư luận bởi sự tàn độc man dợ của hung thủ. Từ cầu gọi không hồi đáp, gia đình nạn nhân gồm bố, cậu mợ và một số người thân đã quyết định vượt 200 km từ thường Xuân Thanh Hóa ra thủ đô để tìm kiếm thiếu nữ xấu số. Ngày 19 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của chị LTTL, 21 tuổi, chú phường Mỹ Đình 1, quận Nam Tử Liêm, Hà Nội, sau khi mất tích. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định khả năng đây là vụ án mạng và đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo người nhà nạn nhân, Do không liên lạc được với chị L, bố và người nhà đã xuyên đêm từ Thanh Hóa ra Hà Nội để ngóng tin con, xong mọi thứ gần như sụp đổ. Chị Lê Thị Hương, mợ của chị L, 33 tuổi, xã Luận Thành, Thường Xuân Thanh Hóa cho biết, từ trước đến nay, cháu L là người ngoan hiền, chăm chỉ, không ăn chơi, đua đòi. Do đó, việc L mất tích khiến gia đình rất lo lắng. Cũng theo lời kể chị Hương, cháu của chị làm quản lý chung cư phòng trọ cho thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội khoảng 3 đến 4 năm nay. Chị Hương nói, gia đình cháu L làm nông nghiệp, mẹ mất sớm nên đến năm lớp 11 cháu cũng xin nghỉ học, ra Hà Nội làm công việc này từ đó đến nay. Ngày 28 Tết, chị L về quê ăn Tết với gia đình. Những ngày ở quê, người thân trong gia đình vẫn vui vẻ không cãi nhau và chị L cũng không có biểu hiện gì bất thường. Sau kỳ nghỉ, ngày 15 tháng 2, mùng 6 Tết, cô gái 21 tuổi từ quê trở lại Hà Nội làm việc. Trong hai ngày, 16 và 17 tháng 2, gia đình vẫn gọi cho chị L, xong chị L không bắt máy. Chị Hương chia sẻ, nghĩ cháu bận công việc nên không nghe máy cũng là chuyện bình thường. Đến 23 giờ ngày 17 tháng 2, bạn cung phong của L báo tin, hơn một ngày nay không liên lạc được với cô gái. Thời điểm này, gia đình cũng cố gắng liên lạc với chị L nhưng không được. Lo có chuyện chẳng lành, một giờ sáng ngày 18 tháng 2, gia đình gồm bố, cậu, mợ và một số người thân của chị L vượt 200 km từ Thường Xuân Thanh Hóa ra Hà Nội tìm kiếm cô gái. Sau hơn 3 tiếng trên xe, gia đình đến công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm để trình báo sự việc. Cùng ngày, người thân đến các khu nhà trọ, chung cư do chị L quản lý để tìm kiếm thông tin. Qua trích xuất camera, địa điểm cuối cùng chị L đến là tại khu vực nhà cho thuê ở Bùi Sương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Camera ghi nhận lúc này 18 giờ 35 phút ngày 16 tháng 2, chị L vẫn ra ngoài bình thường và sau đó mất liên lạc. Gần 2 ngày ở Hà Nội là quãng thời gian dài đằng đẵng đối với chị Hương và gia đình. Cố tìm mọi cách nhưng cả nhà vẫn không biết chị L đang ở đâu. Đến chiều muộn ngày 19 tháng 2, gia đình mới hay tin lực lượng chức năng phát hiện chị L ở một khu trọ ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Tuy nhiên, mọi thứ gần như sụp đổ với gia đình, người thân bạn bè khi cô gái 21 tuổi được xác định đã tử vong. Tối 19 tháng 2, công an thành phố Hà Nội cho biết, phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ nghi phạm sát hại chị L. Bước đầu xác định đối tượng là HMH, sinh năm 2004 quê quán Bắc Giang, bị bắt giữ lúc 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2 tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật thưa quý vị liên quan đến vụ việc trên dưới góc độ pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường cho biết điều đáng chú ý là cơ quan chức năng tìm thấy nạn nhân ở phòng trọ của một người khác vì thế cơ quan chức năng sẽ làm rõ người thuê trọ ở đây là ai có mối liên hệ gì đối với nạn nhân đồng thời làm rõ khi rời khỏi nhà nạn nhân đã liên lạc với ai qua điện thoại tin nhắn hoặc qua các nền tảng mạng xã hội theo luật sư Cường, việc xác định hiện trường chính của vụ án và những mối liên hệ cuối cùng đối với nạn nhân là những thông tin quan trọng để xây dựng chân dung hung thủ. Nghi phạm gây án phải có động cơ, có thể do mâu thuẫn thủ án, do muốn cướp tài sản hoặc muốn hiếp dâm nạn nhân nên đã ra tay sát hại. Cũng có thể hung thủ là người mắc bệnh tâm thần hoặc sử dụng rượu bia, chất cấm dẫn đến mất kiểm soát thực hiện hành vi. Hiện nay, nghi phạm gây án đã bị bắt giữ. Với những vụ việc như thế này, thông thường người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý về hai tội danh là sát hại người, cướp tài sản hoặc sát hại người, dở cho đôi bại, thậm chí có những trường hợp nghi phạm bị xử lý cả ba tội danh. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến các hành vi vi phạm pháp luật của nghi phạm gây án, xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật vị chuyên gia cho rằng dù nguyên nhân nào đi chăng nữa hành vi sát hại một cô gái tuổi đời còn quá trẻ ở thời điểm tết nguyên đán là hành vi rất tàn nhẫn thể hiện ý thức coi thường pháp luật và gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân bởi vậy nghi phạm gây án sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật để gian đe phòng ngừa chung cho xã hội Ông Cường nói, với tính chất nguy hiểm của hành vi xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, coi thường pháp luật, nên nghi phạm có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất khi tòa án lượng hình. Qua những vụ việc trên có thể thấy, một bộ phận giới trẻ đang có nhận thức lầm lạc, dễ bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực, dẫn đến những hành vi man dợ như những vụ án mạng xảy ra mới đây. Trở lại với vụ việc cô gái 21 tuổi bị sát hại man dợ ở Lai Châu, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ với hành vi mất hết tình người liệu rằng nghi phạm lò văn sươm sẽ đối diện với bản án nào những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại